chào quý vị và bà con. Lưỡi áp cao lạnh lục địa đang bao trùm lên khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Biển Đông, duy trì trường gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Trong 24 giờ tới, thì khu vực vùng biển phía Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường mạnh, sóng gió duy trì ở mức cao, không thuận lợi cho việc di chuyển của các phương tiện tàu thuyền. Ngày 26, ngày 27 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao, nên trời sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây. Khoảng ngày 29 thì các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, mặc dù có hướng di chuyển sang phía Đông và đang trong quá trình suy yếu, nhưng những đường áp dày xít vẫn gây thời tiết lạnh giá cho khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong hôm nay và ngày mai thì tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có dạng mây màn hoạt động, nên khu vực này có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, trời lạnh buốt kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cũng như năng suất đánh bắt của bà con ngư dân. Vùng biển Việt Nam Vịnh Bắc Bộ. Đối với vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì trời tuy nhiều mây nhưng cũng chỉ có mưa phùn vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6. Trời lạnh nên quá trình khai thác và đánh bắt trên biển không hiệu quả. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Vùng biển miền Trung mưa vẫn còn xuất hiện. Hôm nay và ngày mai tại vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa rải rác ở khu vực ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển chưa thuận lợi lắm, tàu thuyền ra vào đảo cần hết sức chú ý do còn xuất hiện những đợt sóng gió cao nguy hiểm. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý thì dạng mây màn hoạt động bao phủ trên khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Hôm nay và ngày mai tại vùng biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong từ 1 đến 2 ngày tới thì sóng gió trên biển còn ở mức cao, không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động và đánh bắt. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau trời phổ biến là nhiều mây, mưa tập trung vào thời điểm về chiều. Tuy nhiên so với thời gian trước thì mưa không còn đều nữa. Những cơn mưa thưa hẳn và chỉ xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Gió xuất hiện mưa dông và gió giật nên tàu thuyền hoạt động cần chú ý. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trên khu vực vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, ngày hôm nay mưa cũng đã giảm bớt, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông hoạt động mạnh cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động và đánh bắt bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan thì vùng biển Vịnh Thái Lan thời tiết ổn định hơn, hôm nay mưa giảm chỉ ở mức vài nơi, nắng xuất hiện nhiều hơn, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4, biển bình thường, thuận lợi hơn cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền trên biển. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, không khí lạnh vẫn tiếp tục đem mây và gió mạnh cho khu vực phía Bắc Biển Đông, thời tiết tương đối ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Xu hướng trong vài ba ngày tới, những luồng gió Đông Bắc mạnh vẫn liên tục duy trì, do vậy không thuận lợi lắm cho các hoạt động của tàu thuyền. Bên cạnh đó thì trời lạnh nên cũng ảnh hưởng đến năng suất đánh bắt tại khu vực. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc. Trên khu vực giữa Biển Đông thời tiết cũng ổn định, dạng mây màn gây mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Chu kỳ 2 đến 3 ngày tới, sóng gió trên biển vẫn duy trì ở mức cao, tàu thuyền đánh bắt xa bờ không mấy thuận lợi. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Vùng biển phía Nam Biển Đông giảm mây hơn, có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Thời tiết xấu cùng sóng gió còn duy trì ở mức cao nên chưa thuận lợi cho việc đánh bắt và khai thác trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!